Hello các bạn, hôm nay mình sẽ unbox một cái microphone is Sennheiser XS Wireless 1. Cái này mình mua để mình replace cái AKG AR45. Những ai mà biết mình thì hay biết là mình rất là into karaoke và âm thanh nhạc, cho nên cái AR45 của vợ mình hát á, thì có vẻ không có hài lòng lắm, cho nên mình mua cái Sennheiser này coi nó có thể improve cái sound hay không. Hôm nay mình sẽ unbox và mình sẽ test cái đó luôn cho các bạn nghe, để có gì những ai mà cần mua hay muốn mua cái microphone này thì coi video, mong rằng là sẽ giúp đỡ các bạn make a decision để nên mua hay không. Ok, đây là cái hộp. Những thứ mà mua thì nó hay cũng có cái booklet, cái manual. Để cái gì qua một bên. Okay. Comes with the microphone. It's a wireless microphone. Transmitter. Cái này cái nó bắt cái microphone vô. Có cái XLR. Có line and mic. Power plug. Có cái power adapter. Có cắm điện. Let's open this up. Có những cái adapters này cho giống như là những cái nước Asia và Europe. Mình thì bên US cho nên mình sẽ dùng loại này. Just clip on thôi. Cái này là run AA, hai cái cục pin AA battery, và họ có cho nữa. Mình có một cái microphone holder, mình bỏ cái clip vô trong đây, nhưng mà mình không có dùng cái này. Bấm vô đây nó ra. Actually you push, đẩy lên và nó ra. Thôi xong mình đi đóng cái này thôi. Cái power ở đây, và cũng có cái power ở đây nữa. Cho nên trước khi mình ấn cái này dẫn vô thì nó màu xanh. Sau cái đó mình muốn thì mình bật cái này lên, bắt đầu nó on. Mình có thể thay đổi channel, nhưng mà mình nghĩ tạm thời channel này cứ để vậy đi. Ok. Đây là cái AKG SR45 Perception Wireless mà mình sẽ dùng cái setting của cái này để mình hack. Nhưng mà trước khi mình review cho mấy bạn thì mình sẽ test cái microphone này trước, cái cũ trước, cho các bạn nghe nó khác làm sao. Sau cái đó mình sẽ gắm cái sợi dây của cái này vô trong đây, rồi mình sẽ cho các bạn nghe trực tiếp coi nó có khác hay không.
mai ta còn như lúc đầu, còn những đậm sâu hay là những phai màu, có những hy sinh cho tình yêu hay chỉ là những đắn đo hoài nghi. Hỏi ngày mai ta còn chung con đường, còn những mộng mơ hay là những yêu chỉ là những đắng cay cô đơn. Bên anh em mong yêu thương một đời, đôi ta sẽ đi đến cuối con đường. Em lo lắng có một ngày con đường kia mình em đi. Đừng hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu dài lâu, đừng hỏi đôi ta cho ta biết trước bao đau thương có ẩn sâu. Vậy thì ta hãy yêu như chưa từng yêu, để chẳng hối tiếc khi ta không còn nhau. Đừng hỏi ngày mai. Bây giờ mình chỉ gắn cái dây của cái này, của cái cũ vô trong cái mới. Mình không có chỉnh đổi gì trong cái mixer hết. Và đây là cái mixer, digital mixer mình dùng là cái Behringer XR12 Air. Bây giờ mình vẫn dùng cái channel gọi là AKG45 cho cái Sennheiser này. Và mình sẽ cho vợ mình hát lại một bài từ đầu. Mai ta còn như lúc đầu, còn những đậm sâu hay là những phai màu, có những hy sinh cho tình yêu hay chỉ là những đắn đo hoài nghi. Hỏi ngày mai ta còn chung con đường, còn những mộng mơ hay là những yêu phiền. Vẫn mãi cho nhau bao nụ hôn ấm, hay chỉ là những đắng cay cô đơn. Bên anh em mong yêu thương một đời, đôi ta sẽ đi đến cuối con đường. Em lo lắng có một ngày con đường kia mình em đi. Đừng hỏi đôi ta có vẫn yêu em.
vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời. Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em say phù, muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ. Dù em đưa em một lần. Hello, các bạn đã nghe thử hai cái microphone, một cái là SR45 của AKG và một cái là Sennheiser XS1. Mong rằng cái video này sẽ giúp các bạn decide cái microphone nào các bạn thích. Theo vợ mình thì cái Sennheiser hay hơn, tại vì nó có cái ấm ở trong. Và she rất là thích cái âm thanh mà khi mà có cái vị cái âm thanh ấm ấm ở trong chầm chầm ở trong cái microphone. Và cho nên khi mà she vừa hát được cái microphone này thì she cảm thấy là nó nghe hay hơn. Và hồi nãy mình chỉ đổi cái sợi dây từ cái microphone cũ vô trong cái mới thôi. Mình chưa có adjust thay đổi gì trong một cái setting của cái mixer hết. Mình nghĩ rằng nếu mà mình thay đổi chút xíu mixer, nó cũng có thể nó sẽ improve cái âm thanh hơn. Nhưng mà tại vì mình không có muốn làm một cái video quá dài mà dẫn nhiều cái chi tiết không cần thiết trong đây, mà chỉ muốn cho các bạn nghe giữa cái microphone cũ và cái mới nó ra sao để các bạn dễ hiểu. Và nếu các bạn có những câu hỏi gì thắc mắc thì xin comment ở trong cái video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và cảm ơn các bạn đã coi cái video này. Please like, share and subscribe. Okay, bye bye.